Xin chào tất cả mọi người, em là Sói. Và những ngày qua thì nước uống collagen Hevora cực kỳ hot, được rất nhiều khách hàng săn đón. Những ai đã biết đến collagen Hevora thì chúng ta không cần phải bàn cãi nữa bởi những công dụng vượt trội mà nó mang lại. Còn những ai đang lăn tăn về Hevora collagen thì dưới đây sẽ là 5 lý do mà bạn nên chọn collagen Hevora Nhật Bản 2020 nhé. Và lý do đầu tiên đó là trên thị trường hiện nay thì collagen được chia ra làm 3 loại khác nhau, gồm có dạng nước, dạng viên và dạng bột, do sở thích cũng như là nhu cầu của mỗi người khác nhau. Vậy nguyên nhân do đâu khiến mọi người lại lựa chọn collagen Hevora? Và nguyên nhân đó chính là các chị em sử dụng collagen Hevora 2020 vì sản phẩm là dạng nước, bởi vì dạng nước có cấu trúc collagen nhỏ nhất chứa dạng nano và giúp cho cơ thể hấp thu gấp 10 lần so với dạng viên hay là dạng bột. Vì thế nó sẽ thẩm thấu vào cơ thể của chúng ta nhanh hơn và vượt trội hơn, đồng thời là đẩy nhanh cái công dụng hơn. Và đặc biệt, sản phẩm còn được sản xuất bởi nhà máy có công nghệ bậc nhất trong lĩnh vực sức khỏe và sắc đẹp. Vì thế các chiết xuất từ thành phần nguyên liệu sẽ được triệt để hơn và hiệu quả hơn khi chúng ta sử dụng. Và lý do thứ hai đó chính là khi mà chúng ta đưa ra một cái quyết định lựa chọn một sản phẩm nào đó thì chúng ta không thể nào bỏ qua cái yếu tố về thành phần của sản phẩm. Chắc cũng vì là cái thành phần ưu việt có trong Hevora Collagen, cho nên đó cũng là cái lý do mà khiến cho Hevora được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Và trong nước uống collagen Hevora 2020, các thành phần này được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, gồm có các thành phần chính ví dụ như là collagen peptide từ cá biển sâu, vitamin C, elastin, hoa hồng, domus, hay là các enzyme lên men từ 112 loại rau củ quả. Và đặc biệt ở phiên bản 2020 còn được bổ sung thêm tinh chất hoa anh đào Yoshino, khiến cho sản phẩm mang đến một công dụng vượt trội hơn. Và lý do thứ ba đó chính là hàm lượng collagen có trong sản phẩm lên đến 160.000mg collagen, vượt trội hơn hẳn các sản phẩm khác đang có mặt trên thị trường. Và chưa hết thì collagen còn được chiết xuất từ da và vây của cá biển sâu, có cái phần cấu trúc của collagen giống như cấu trúc của collagen ở người, giúp cho cái khả năng hấp thu và tương thích cực kỳ cao, mang lại một cái hiệu quả vô cùng vượt trội. Và bên cạnh đó thì collagen peptide trong collagen enrich Hevora thì được thủy phân với cấu trúc siêu nhỏ, kích thước chỉ bằng 1/6 so với collagen thông thường, cho nên là cái khả năng hấp thu vào cơ thể hầu như là hoàn toàn. Cùng với cái hàm lượng collagen cao thì cung cấp đủ cái lượng collagen cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Và lý do thứ tư khiến cho khách hàng lựa chọn collagen Hevora 2020 đó chính là một phần là do collagen Hevora được xuất xứ từ Nhật Bản. Người Việt của chúng ta quan điểm là tất cả các sản phẩm được xuất xứ từ Nhật Bản thì đều tốt và mang lại hiệu quả rất là vượt trội. Tuy nhiên là đó chỉ là một phần quan niệm của chúng ta thôi, bởi không phải cái sản phẩm nào xuất xứ từ Nhật Bản cũng đều tốt và phù hợp với chúng ta. Bên cạnh đó thì do Hevora Collagen được rất nhiều khách hàng sử dụng thực tế và cảm nhận cũng như là đánh giá rất là cao, cho nên là Hevora Collagen được rất nhiều mọi người tin dùng. Và một điều nữa, không phải sản phẩm nào cũng được, đó chính là collagen Hevora được sản xuất tại nhà máy lớn nhất Nhật Bản và thế giới. Có lẽ đây cũng là một cái lợi thế lớn đối với collagen Hevora so với lại các sản phẩm khác. Và lý do cuối cùng mà để cho khách hàng lựa chọn collagen Hevora thì hầu như ai quan tâm đến collagen cũng đều quan tâm đến cái vấn đề này, là hầu hết các collagen trên thị trường thì đều ít được các khách hàng quan tâm đến, vì một lý do đó chính là cái mùi vị không mấy là thơm ngon, và thậm chí là nó có thể là khó chịu và tanh, khiến cho chúng ta không thể nào sử dụng được. Tuy nhiên là đối với collagen Hevora thì không, hầu hết các khách hàng sử dụng đều đánh giá tốt về cái hương vị của sản phẩm này, do có thể là nhà sản xuất đã nắm bắt và khắc phục được cái vấn đề này bằng cách là đã kết hợp thêm cái enzyme của 112 loại rau củ lên men để vừa có thể mang lại cái hương vị thơm ngon dễ uống và vừa có thể bổ sung được các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và giúp cho cơ thể tăng cường hệ miễn dịch tốt hơn và tốt cho hệ tiêu hóa nữa. Và chúng ta vừa điểm qua 5 lý do giúp cho collagen Hevora được nhiều khách hàng tin dùng và săn đón.
Và nếu như mọi người có thắc mắc gì thêm thì mọi người có thể liên hệ đến số hotline 1900 636 325, sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người cụ thể hơn. Và link của sản phẩm cũng như là link trang web của Honey Group em có để phía dưới phần mô tả. Và nếu mọi người thấy video này hay thì hãy like cùng subscribe cho em nhé. Còn bây giờ thì bye bye.